Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Đây, như các bạn đang thấy trên tay tôi chính là một chiếc đồng hồ quả quýt rất là đẹp, bằng vàng, chạm khắc rất tinh tế. Để xem giờ chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ phải ấn vào núm của đồng hồ. Đây, như các bạn đang thấy tôi sẽ đâm nắp đồng hồ để bật ra. Bên trong nghĩa là giờ, rất là đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên là các bạn đã nhìn thấy đồng hồ đeo tay có nắp đáy ép như đồng hồ quả quýt này bao giờ chưa? Hôm nay nhân vật chính của chúng ta sẽ là một chiếc đồng hồ có nắp đáy ép này, đến từ thương hiệu rất nổi tiếng, đó chính là Patek Philippe. Đây chính là chiếc đồng hồ Patek Philippe tôi muốn đề cập tới các bạn trong ngày hôm nay. Chiếc đồng hồ này có mã hiệu là Patek Philippe 5059, lịch vạn niên, kim bật ngược retrograde. Chiếc đồng hồ này sở hữu lớp vỏ bằng vàng hồng. Đây, như các bạn đang thấy, lớp vỏ bằng vàng hồng rất là bóng bẩy. Có đường kính mặt là 36mm, dày 12mm. Với dáng tay càng, tôi cảm thấy là ít người đã được chứng kiến hai vít vặn đầu tay càng tăng cái vẻ quý tộc của chiếc đồng hồ này lên khá khá đấy. Chiếc đồng hồ này thì được hoàn thiện bằng cách đánh bóng rất là trau chuốt. Chúng ta có thể soi gương được ở nắp đáy đằng sau của chiếc đồng hồ này. Núm một chiếc đồng hồ ở vị trí góc 3 giờ. Đó, tròn, ngay ngắn. Như các bạn đang thấy đây. Và đặc điểm đánh giá cao nhất của thiết kế Patek Philippe 5059R lần này chính là phần nắp lưng có thể lật mở. Đây, tôi sẽ mở ra cho các bạn xem. Đó, các bạn có thể nhìn thấy điểm giống nhau Patek Philippe 5059R với chiếc đồng hồ của quýt mà tôi vừa mới giới thiệu tới các bạn. Khi mở ra bên trong, qua cái lớp kính sapphire trong suốt chính là bộ máy của chiếc đồng hồ này. Và ở phần nắp đáy có một số chi tiết chạm khắc, đó chính là những cái chứng nhận như là vàng 18K, dấu triện Patek hay là cái cân 750, vân vân và vân vân. Tiếp đến đó chính là dây da cá sấu của chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này rất là hợp khi đi với dây da cá sấu màu nâu hoặc màu đen. Tiếp đến đó chính là khóa hoa thị. Khóa hoa thị của chiếc đồng hồ này tượng trưng cho sự sang trọng và quyền quý. Hình ảnh hoa thị đó chính là sự lắp ghép rất là tài tình của biểu tượng 4 bông hoa lily, hay Việt Nam chúng ta gọi là hoa ly ấy, đối xứng với nhau. Rất nhiều nhà sưu tầm và yêu thích Patek Philippe mua chiếc đồng hồ này chỉ vì cái bộ khóa hoa thị. Trong đó có khá nhà sưu tầm đến từ Việt Nam chúng ta. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đi đến phần mặt số một cách chi tiết hơn. Trên một mặt số đồng hồ chỉ vỏn vẹn 36mm mà thôi thì việc thể hiện bộ lịch vạn niên khá là khó. Làm sao cho vừa dễ nhìn mà lại không bị rối mắt? Cái khó đó là bài toán mà theo tôi 5059 đã đáp ứng được phần nào. Mặt số của chiếc đồng hồ này sẽ được phân bổ để hiển thị đủ các chức năng một cách hợp lý. Đó chính là giờ, phút, giây, ngày, thứ, tháng, năm nhuận, lịch tuần trăng, thiên văn. Với 3 vòng tròn đồng tâm là trục chính đặt kim giây, vòng tròn ngoài cùng là các vạch chia nhỏ đến 1/5 giây. Vòng tròn thứ hai là các số La Mã chỉ giờ. Vị trí 3 và 9 giờ tại vòng tròn này là hai ô lịch hiển thị tháng và thứ. Vậy thì ngày và lịch tuần trăng thiên văn được hiển thị ở đâu? Đó chính là hai chức năng đẹp và bắt mắt nhất của 5059, được đặt ngay ngắn tại vòng tròn trong cùng. Sự sắp đặt có chủ đích, một cách ngăn nắp mà không kém phần khoa trương. Lịch tuần trăng thiên văn thì chúng ta không phải bàn quá nhiều, dùng để hiển thị lịch âm với người Việt Nam. Còn ở bển thì là lịch trăng lên xuống để căn thủy triều. Chức năng này đặc biệt quan trọng với những thủy thủ thời gian trước. Tuy nhiên, ngày nay, chức năng lịch tuần trăng thiên văn chủ yếu mang tính chất thẩm mỹ nhiều hơn. Còn lịch ngày của Patek Philippe 5059R
hiển thị bằng một cây kim đầu hình mũi tên với tên gọi chuyên ngành là kim retrograde hay còn gọi là kim bật ngược. Nghĩa là sao? Hàng ngày sau khi cây kim này nhích từng ngày thì đến cuối hình bán nguyệt, kim sẽ bật lại vị trí ban đầu. Nghe có lẽ là đơn giản nhưng thực hiện không hề đơn giản chút nào các bạn nhé. Chưa hết, ô lịch nhỏ thẳng hàng với trục giữa của đồng hồ chính là sự khác biệt với những chiếc đồng hồ lịch thường niên. Với ô lịch tuy nhỏ như thế này thôi mà lại rất quyền lực, hiển thị năm nhuận, nâng giá của chiếc đồng hồ Patek lịch vạn niên lên 1,5 thậm chí 2 lần so với đồng hồ lịch năm thông thường có cùng kích cỡ. Sự khác biệt của chúng là phân biệt được năm nào là năm nhuận để đồng hồ tự động nhảy lịch ngày 28 tháng 2 trong năm nhuận sang ngày 1 tháng 3. Nói vui một điều đó chính là ô lịch này có diện tích nhỏ nhất nhưng lại quyền lực nhất, đúng không các bạn? Và quay trở lại cỗ máy của chiếc đồng hồ này, đó, tôi bắt đầu mở để cho các bạn chiêm ngưỡng. Thì không chỉ dừng lại ở cái ngoại hình rất là bắt mắt, chiếc đồng hồ còn sở hữu một cái cỗ máy rất là đẹp. Sử dụng bộ máy lên dây tự động caliber 315 SQR được chế tác độc quyền với 31 chân kính, 48 giờ dự trữ cót và tần số dao động là 21.600 nhịp trên 1 giờ. Điển hình cho những dòng đồng hồ Patek Philippe Hologuery, bộ máy caliber 315 SQR được hoàn thiện rất là đẹp mắt với những cái đường vân cote de Genève và rotor bằng vàng 21K. Rất là bắt mắt, các bạn có thể thấy đấy. Có một điều khá là hấp dẫn đó chính là Patek Philippe 5059R được coi chính là tiền thân của chiếc đồng hồ Patek Philippe siêu phức tạp 5159 với size to hơn một chút 38,5 và 5160 với những cái đường khắc chạm trổ đẹp. Và giá của chiếc đồng hồ này thì không hề rẻ một chút nào, 69.200 USD, tương đương với khoảng 1,6 tỷ Việt Nam đồng. Giá của chiếc đồng hồ này thì tương đương một chiếc Mercedes C200 đã ra biển. Tuy nhiên là chủ nhân của những chiếc đồng hồ này thì đã sở hữu những chiếc xế hộp tôi nghĩ là khủng hơn Mercedes C200 rất là nhiều. Đó, và đây chính là cuối của video này rồi. Nếu như các bạn có nhu cầu lên tay hoặc muốn sở hữu chiếc đồng hồ này, mời các bạn qua địa chỉ của Gia Bảo Luxury 59 Lý Nam Đế để lên tay và tìm hiểu thông tin chi tiết hơn về chiếc đồng hồ lịch vạn niên này nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe